Con về nhà mới có thờ Tam Bảo và thờ ông bà, cha mẹ, chồng và thờ cha ruột của con, mà con tự cúng và cầu xin có được không thầy? Dạ được. Mình ở nhà mình tự lập bàn thờ, tự để bàn ông bà lên, rồi mỗi ngày tự tụng kinh, tự cúng, cái đó không sao hết. Tại vì nhà mình cũng là một đạo tràng. Nhà mình cũng là đạo tràng, nơi nào có sự tu tập thì nơi đó là đạo tràng. Các vong linh thiếu tháng, khi cúng con cầu xin và xưng hô như thế nào? Thì mình đối với cái người kia thôi. Ví dụ như bây giờ người cái vong đó là cha thì mình gọi bằng cha, là mình xưng con. Còn nếu cái vong linh như cái câu hỏi là những vong linh thiếu tháng là con của mình, thì nếu là con của mình thì mình gọi là con, mình xưng là mẹ. Cái đó là qua cái hình thức tưởng nhớ chứ không phải có một cái bài bản gì. Nhưng mà đa số người còn sống á, người nào mà quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta gọi là hương linh. Hương linh đó là để mình thầy những vị ở bên ngoài gọi. Ví dụ như mình nói hôm nay là ngày giỗ của ba, con nhớ đến ba, con làm mâm cơm để con tưởng niệm, mời ba về thọ dụng và chứng minh lòng hiếu thảo của con. Nhưng mà khi mình xoay qua bàn Phật thì mình nói là hôm nay là giỗ của ba con, hương linh Nguyễn Văn gì đó, thí dụ vậy. Cho nên đối với người lớn thì chúng ta gọi là hương linh, còn đối với các em nhỏ mà nó mất chúng ta gọi là thanh linh. Thanh linh là một linh hồn còn trong sáng, trẻ. Con phát tâm trì chú Đại Bi mỗi ngày 21 biến và bạch y thần chú mỗi ngày 5 biến đã gần 3 năm rồi, mà con niệm nhỏ với tấm lòng thành của con. Vì con lớn tuổi rồi, niệm lớn thì mệt. Và bất kỳ nơi nào thanh tịnh có được không thầy? Dạ được. Tại vì mình niệm theo sức khỏe của mình, thì niệm lâu thì Phật linh. Còn niệm mà không được, niệm lớn quá, bệnh nó sẽ tụng hoài Phật không linh. Mình tu, quý vị nhớ, hôm nào quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói về phương pháp niệm Phật, thì Pháp Hòa có chia sẻ là cái cách niệm Phật nó cũng giống như cách mình tụng kinh trì chú. Tùy theo sức khỏe, niệm lớn, niệm thầm, niệm quán tưởng, cách nào cũng được. Mà mình phải biết tùy cơ mình niệm. Ví dụ như thường ngày mình tụng lớn, nhưng mà lúc buổi ở nhà mình mà cái giờ đó không phải giờ ngủ của người ta. Ví dụ giờ mình tụng kinh mà lớn tiếng mà 12 giờ khuya rồi tụng làm sao ta ngủ, phải không? Phật còn phiền. Hay là bây giờ mình đi vô trong bệnh viện, mình niệm Phật cầu nguyện cho người thân thì phải niệm nhỏ nhỏ, niệm vừa chừng, thậm chí tưởng niệm và mấp máy thôi cái người bệnh kế bên nữa. Và cái giờ, cái những cái xung quanh ở bệnh viện đâu phải là nơi chốn để mình làm ồn, dù làm lời tụng kinh. Cho nên mình phải biết uyển chuyển như vậy. Ai có hỏi một câu hỏi về phạm tội đồng lõa với hung thủ, một lát nữa Pháp Hòa gặp riêng nha. Kính thưa Thầy, lần thứ tư con có duyên lành gặp lại Thầy tại tỉnh Thất Hiền Như. Thầy đã gầy đi. Có biết đó là một quá trình không? Thầy đã gầy đi, nhưng diện mạo lời nói của Thầy vẫn ấm áp truyền cảm, giúp Phật tử chúng con luôn tìm đến Thầy để nghe những bài pháp thật bổ ích cho cuộc sống của chúng con. Thầy vẫn giảng cuộc sống là vô thường, nhưng tại sao, vì sao trời Phật nhiệm màu, quyền năng mà lại để thế gian này những người hiền lành đạo đức sống phải lại quá vãng sớm, còn những người điêu ngoa hung dữ lại sống yên vui lâu dài? Như chồng con, một người chồng, một người cha sống rất vẹn toàn với gia đình, dòng họ, nhưng tại sao cũng đi quá sớm? Nhiều lúc con nuôi chồng tại phòng hồi sức tích cực, con thầm buồn trời Phật sao không thương gia đình con.
Con không biết trời Phật nhiệm màu có để cho con tin như con đã từng tin tưởng bấy lâu nay. Con đã khóc, khóc thật nhiều khi chồng con ra đi và không biết mình đặt niềm tin vào nơi nào. Con buồn lắm thầy ạ. À. Khi đọc được cái lời này á, thì chúng ta rất là thông cảm. Nhưng mà bởi vì mình đã đặt để Đức Phật ở một cái vị trí khác, cho nên khi mình không được như ý thì mình lại thất vọng với Phật. Đức Phật đã từng xác định tôi chỉ là một người thầy chứ không phải là một ông thần. Nếu mình đến với đạo Phật bằng con đường tin tưởng vào sự quyền năng của Đức Phật thì Đức Phật không làm được. Nhưng nếu chúng ta đến với Đức Phật bằng lời dạy của Ngài để giúp cho mình vượt cái khổ, bây giờ cho dù vị Phật tử này buông Phật hay là giữ Phật, thủy chung cuộc đời vô thường biến đổi vẫn đến như thế. Nhưng mà bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng hễ người nào hiền phải sống lâu. Thưa đại chúng, Phật có hiền không? Nhưng mà tuổi thọ Phật cũng có 80 thôi. Rồi quý vị nhìn vào nhan hồi có 30 tuổi. Nhìn vào những bậc tôn đức mà đã làm biết bao nhiêu việc cho đời, cho đạo. Tuổi thọ có 40, tuổi thọ có 20 mấy. Cái vấn đề không phải là chúng ta sống dài hay sống ngắn, mà vấn đề là trong thời gian sống chúng ta đã sống như thế nào. Chứ còn dài ngắn thì không biết được, và nó tùy vào cái duyên phước của mỗi người. Chưa chắc chúng ta ở lại đây mà chúng ta hạnh phúc à. Tại nhiều khi cái người đi sớm vậy mà nghiệp ta nhẹ, ta khỏe, ta đi rồi ta khỏi lo. Thật ra cái điều đó cũng không nói được đâu. Do cái nhìn của chúng ta thôi, do chúng ta cảm nhận thôi. Cho nên Pháp Hòa thông cảm, đại chúng cũng thông cảm cho tâm trạng của cô. Nhưng cô nên hướng Phật bằng một cái pháp, cái giáo pháp là Đức Phật cho mình giáo pháp để chúng ta vượt khổ, để thấu được cái đạo lý của đời, chứ không phải là Đức Phật cho mình những cái quyền năng. Nếu mà Đức Phật á, giữ người hiền mà phạt người hung dữ thì Đức Phật là thần. Phải không? Đức Phật là một ông thần mà Đức Phật không phải là thần. Mà nếu mà có quyền năng như vậy á, thì mình sẽ đến với Ngài lúc nào cũng có một sự trao đổi. Này, con cúng Ngài một nải chuối, Ngài cho con trúng số 100. Tức là mình lúc nào mà không để ý, mà không khéo là quý vị để ý coi, hình như là phần lớn đôi lúc mình tới với Phật có điều kiện hết á. Phật cho con mà qua được cái khổ kỳ này, con in 100 cuốn kinh, con cúng dường, con ăn chay một tháng, con bố thí gì đó. Tức là không khéo là mình đến với Phật đều có một cái điều kiện hết. Nhưng mà Đức Phật không có cho mình được cái đó. Mà Đức Phật có là cho cái gì? Còn nếu mà nói Đức Phật linh hiển mà ban cái gì cho mình đó, cái đó một phần thôi. Cái phần chính là cái phước của mình. Cái phước của mình. Bây giờ ví dụ cái người đó người ta không có, người ta không có khỏe, mình cho người ta biết bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng, họ cũng đâu ăn được. Tại vì cơ thể họ không tiếp xúc được cái đó. Thì người có phước cũng thế. Người mà khỏe mạnh thì ăn gì cũng được. Người không khỏe thì không gì ăn được. Người có phước thì sao cũng được. Mà người không có phước thì nhiều khi có phước cũng tùy phần nữa. Được cái phước này mà mất phần phước khác. Ví dụ như mình được phước ở nước Mỹ, nhưng mà bù lại không có phước sống, bệnh tật tối ngày. Rồi có nhiều khi mình không có phước ở sức khỏe, nhưng mà bệnh có phương pháp. Nó thành nữ là phước nó cũng đa dạng lắm. Ông thầy khai thị ba câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu thứ hai: không nghĩ thiện không nghĩ ác, bản lai diện mục. Câu thứ ba là tịch tỉnh. Cái câu hỏi là có đồng nghĩa không? Thưa đại chúng, cũng là đồng nghĩa. Trước hết
Cầu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Câu này xuất phát từ Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có câu này, cái nghĩa là mình nên sanh một cái tâm. Tâm này là tâm không có chỗ nào để mình bám trụ. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta làm bất cứ việc gì, tâm mình đừng trụ cảnh, trụ người, trụ việc gì hết. Thì tâm sống được như vậy á, thì cái tâm mình lúc nào cũng tĩnh lặng mà không có bị khó khăn. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như hôm nay Pháp Hòa đến đây, vì cơ duyên Pháp Hòa được có sức khỏe, có thời gian, và Tịnh Thất Hiền Như cũng đầy đủ phương tiện, phối hợp cả ba, chúng ta tổ chức một cái buổi này cộng với quý vị. Sau buổi giảng này, quý vị về, Pháp Hòa về nghỉ, mai sáng bay về Canada. Có tụ, có cười vui, có bắt tay, có chụp hình. Có hỏi, thầy nhớ con không? Có hết. Nhưng mà sau cái buổi này rồi thì tất cả chúng ta trở về cái vị trí của mình mà không cần bám trụ gì hết. Lần khác Pháp Hòa trở lại, quý vị nghe tin, quý vị có thời gian, quý vị trở lại. Tại vì có thể lần sau quý vị bận rộn, quý vị không đến được. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mình làm gì cho ai mà mình cũng trụ cái tâm mình vô đó, đó nhỏ đó đâu chú giúp đó. Anh chàng này hồi xưa tôi phụ nè, cái tâm mình chừng 5 lần là chật cứng à. Vì tâm mình không có trụ quá một cái gì hết. Việc gì mình thấy mình có khả năng mình làm được, mình giúp là mình giúp. Ví dụ bây giờ người đó xin mình giúp mà mình không có khả năng, mặc dù rất muốn giúp mà không có khả năng, thì cũng đâu có giúp được, phải không? Cho nên rất là may nè, gặp lúc người đó cần, ngay lúc mình có thể chia sẻ là cứ chia sẻ. Và người sống được với cái tâm không trụ bám ở đâu thì người đó luôn luôn tâm lúc nào cũng tĩnh lặng. Pháp Hòa ví dụ á, con người mình á, sở dĩ mà mình dễ hay quên hay là lẫn lộn á, tại vì cuộc sống mình quá nhiều thứ để mình phải nhớ, phải chọn. Nội quần áo thôi, và nội giày dép thôi, thì quý vị đã thấy quá chừng thứ để mà mình phải bận tâm. Trước khi ăn bữa tiệc là cũng mất 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Phải chọn cái đồ nào nó đi với cái đôi giày nào, vân vân. Kim Cang nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là nên sanh một cái tâm mà không trụ bám vào đâu. Cái câu thứ hai, không nghĩ thiện không nghĩ ác, bản lai diện mục. Cái câu này là ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Thì khi vị đó được hỏi không nghĩ thiện không nghĩ ác, thế nào là bản lai, ngang đó vị đó tỉnh. Bản lai là nếu mà nói theo chữ á, diện là mặt, mục là mắt. Mắt mặt xưa nay của mình, nhưng mà thường ta ít nói vậy, ta nói là mặt mũi xưa nay của mình. Mặt là tĩnh lặng, không hề có một chút thương ghét gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đây là mặt mũi xưa nay nè. Này gọi là quy y Tam Bảo, cầm ba cây nhang. Ví dụ vậy nè, khi nào mình vui á là cái nét mặt mình nó vui, khi nào mình buồn á là cái nét mặt mình nó buồn. Nhưng mà cái vui và cái buồn này là hai cái lâu lâu hay là thường nhật của mình? Thường nhật của mình là mặt sao? Bình thường. Bình thường, thí dụ mình ở nhà mình là bình thường. Cái bình thường này nó cái mới là cái thường của mình. Còn lâu lâu mình được cái gì đó mới vui lên cái, rồi lâu lâu mình gặp cái gì mình nóng ấy mình mới bực bội.
cái buồn và cái vui là hai cái diện mạo của bất thường. Còn cái bình thường của mình nhất là bình thường. Hiểu ý không? Vậy thì mặt mũi xưa nay của mình là không thiện mà không ác. Thí dụ bây giờ mình cũng là cái cô đó đó. Mình gặp mình thương lắm, cái mình giúp. Chơi đâu được 3 tháng phát hiện người này tham quá. Cái bắt đầu khiều à, tôi nghỉ rồi. Trời ơi, thấy mặt sáng láng chú tham lắm nghe. Tức là mình nào, cũng 3 tháng trước mình thương, 3 tháng sau mình không thương. Vậy thì mình có chỗ trụ rồi đó. 3 tháng trước trụ thương, 3 tháng sau trụ ghét. Phải không? Mà cuộc đời này nếu mà mình không thương không ghét là mình sẽ nhẹ hơn. Nghĩa không phải là mình thờ ơ, nhưng mà tôi bình thường thôi. Thí dụ chị cần tôi giúp là tôi giúp, chị không cần là tôi xong. Tôi không cần phải đặt để là chị rất là dễ thương. Mà thường mình có cái khuynh hướng là ai mà dễ thương là phải quảng cáo. Có biết nhỏ đó không? Trời tội nghiệp lắm. Thế này thế kia mà tới hồi mình không ưa rồi. Có biết nó không? Trời ơi ghê lắm. Tức là cũng mình hết á. Cũng mình hết á. Cho nên cái mặt mũi xưa nay của mình không phải cái đó. Mặt mũi thế trước khi mình quen với người đó, mình gặp họ là mình bình thường. Mình bình thường, nhưng mà khi mình quen người đó, mình hiểu người đó rồi là một là mình thương, hai là mình ghét. Thành ra cái này là bất thường nè. Vậy thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thế nào là bản lai diện mục của mình? Nghĩa là tâm anh không khởi, dù vui hay buồn. Bản lai diện mục của anh, mặt mũi xưa nay của anh, nói cách khác là tâm tánh của anh là ở trạng thái bình thường. Và cái bình thường mới chính là cái chúng ta cần có. Còn cái bình, nhưng mà chúng ta thường sống với bất thường, chứ phi thường ít lắm. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình vẫn nhịn được mới là phi thường. Còn người ta chưa chửi là đã chửi trước rồi. người ta chưa có đối với mình xấu là mình đã xấu trước rồi. Vì tại sao biết không? Ra tay trước vẫn hay hơn. Cho nên có nhiều người á, họ nói con không bao giờ chịu lỗ đâu, thà con đá nó trước. Thưa đại chúng, cái tâm của chúng ta nó ở 3 trạng thái. Một là vui, hai là buồn, ba là trung bình. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói á, không thiện không ác, bản lai diện mục xưa nay, cái cuộc sống bình thường của mình nó mới là thường của mình. Cũng giống như mình ăn cơm nhé. Mỗi ngày ăn cơm bình thường đó là thường. Còn cuối tuần mới có những món đặc biệt, hay là khi có tiệc mới có những cái món đặc biệt. Còn tất cả những ngày thường của chúng ta là những bữa cơm bình thường. Mà chính cái bình thường nó mới là cái thường của mình. Và cái gì thường thì cái đó mới lâu dài, mặc dù nó vẫn vô thường. Nhưng mà còn cái mà vui giống như chiều hôm nay mình gặp nhau, ngắn lắm, 2 tiếng, 3 tiếng là đã xong. Cái này cũng là vô thường. Quý vị hiểu ý không? Cái thứ ba là tịch tỉnh. Chữ tịch á, là vắng lặng. Chữ tỉnh á, là sáng suốt. Vắng lặng mà sáng suốt chứ không phải vắng lặng mà mê mờ. Ví dụ như tối mình tắt đèn, mình ngồi thiền, thấy mình ngồi tĩnh lặng nhưng mà tâm trí rất sáng, tâm khởi lên gì biết nấy. Ví dụ đang ngồi thiền vậy, tĩnh lặng, không ai thấy, không ai biết, nhưng đang ngồi vậy thì trong tâm nó khởi lên: ngày mai đi chợ nhớ mua hành. Thế thì mình mới nhắc mình nói giờ này là ngồi thở chứ không có hành gì nữa hết, trở lại hơi thở. Tỉnh là mình biết tâm mình khởi cái gì mình biết. Tịch là vắng lặng, tỉnh là biết. Cho nên các thầy á, người tu mà chúng ta đến cái chỗ viên tịch là rất cần. Tịch là vắng lặng, mà viên là viên mãn, nghĩa là sự vắng lặng viên mãn. Người nào mà sống với vắng lặng viên mãn là người đó có niết bàn. Chữ niết bàn là gì? Là khi nào tâm mình vắng bặt hết tất cả mọi cái phiền não khổ đau. Tiếng Anh gọi là tiếng Phạn là Nirvana. Chữ nơ là no, N-I-R, nơ là no. Vana là negatives. Khi nào tâm mình no negatives,
Cái đó gọi là Nirvana. Vậy thì Niết Bàn là chữ phiên âm từ Nirvana, nghĩa là tâm không có bị dao động. Vậy thì Niết Bàn là trạng thái của tâm, cho nên gọi là tịch tỉnh hay là viên tịch. Và vì vậy chúng ta đã dùng cái chữ đó để gọi quý tôn đức khi các ngài qua đời. Các ngài nói hòa thượng đó đã viên tịch vào lúc 5 giờ ngày mấy đó. Riết cái mình nghe chữ đó mình sợ. Mình nói trời ơi, chữ này chết chết á. Không phải. Viên tịch là một quá trình tu mà tu cao à. Tĩnh lặng á. Nhưng mà bây giờ cái chữ chết đối với các bậc tôn đức nó bình thường quá, thì chúng ta lại gọi cái từ trong Phật Pháp là vị này bây giờ đã đi vào chỗ vắng lặng toàn vẹn, gọi là viên tịch. Bây giờ Tết nhất mình gặp nhau mà nói đầu năm mới con chúc bác suốt năm viên tịch. Tốt chứ có sao đâu. Nghĩa là chúc bác tâm lúc nào cũng tĩnh lặng, không bị bôn ba bất cứ chữ. Mình nghe chữ đó mình sợ quá. Ê, có chút lộn không? Viên tịch là một trạng thái của Phật, rất là Phật. Nhưng mà tại vì mình bị những cái chữ đó, ví dụ như một số người người ta đi vô nhà hoàng á, đi phúng điếu người thân bạn bè gì mà vô nhà hoàng cái nghe mở máy niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ đưa máy đâu dám lấy. Thôi, ghê quá. Mỗi lần con mở máy để lên nó ám ảnh. Tội nghiệp Phật. Chúng sanh mình dễ lắm, dễ nhiễm lắm phải không? Cho nên á, cái đó cũng nghĩ một chiều rồi đó. Ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thưa Thầy, chánh niệm là như thế nào? Con không hiểu. Chánh là chân chánh, là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình làm việc gì, mình nhớ nghĩ đến việc đó, mình biết rõ việc đó, gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình ăn, mình biết rõ món ăn này là món gì, và mình có thể ăn được bao nhiêu, gọi là chánh niệm ăn uống. Ăn cái gì biết mình ăn cái đó. Có nhiều vị nói ồ nói vậy á khỏe, con uống rượu, cái con nói con chánh niệm uống rượu. Đây là XOX, con biết đây là XOX, vậy là chánh niệm ơi. Cái đó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà chánh niệm sâu hơn nữa là con uống rượu, con biết con uống rượu, mà chánh niệm có đưa con xa hơn để thấy rằng rượu này có giữ cho mình sức khỏe không. Nếu mình chánh niệm rõ là mình biết rằng đây là độc tố, thì mình đã biết gọi nó là độc tố, thì mình phải biết nó tàn hoại thân thể mình cỡ nào, là chánh niệm. Ví dụ như quý vị ngồi thiền á, cái lưng mình nó đau, chánh niệm biết rất rõ là lưng đau. Cái chân mình nó tê, mình biết rõ là chân tê, thì mình nhẹ nhàng mình đổi cái cách ngồi để làm cho cái chân mình nó dễ chịu, nhưng biết rất rõ chân đang tê và tôi đang chuyển cách. Để giúp cho cái chánh niệm đó, mình có bài kệ đổi khi tê chân. Khi tê chân á, có bài kệ đổi tê đổi chân nè. Khổ thọ và lạc thọ. Khổ thọ là thọ nhận cái khổ là đau chân đó. Lạc thọ là thoải mái. Khổ thọ và lạc thọ. Như mây trời theo gió. Ôi, nó chẳng giống như những đám mây trời vậy thôi. Nó đau rồi chút nó hết. Phải không? Vậy thì nhớ khổ và lạc chẳng qua là những trạng thái của vô thường. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Hơi thở là dây neo. Thuyền về nơi bến cũ. Quan trọng nhất, trong khi mình đổi cách ngồi mà hơi thở mình vẫn duy trì liên tục. Chánh niệm liên tục. Hơi thở là sợi dây cột tâm mình, không để mất mình. Đau chân biết đau chân, đổi cách ngồi biết đổi cách ngồi, mà tôi không hề mất chánh niệm. Chánh niệm là biết rõ. Thí dụ như mình lái xe buồn ngủ, phải biết mình buồn ngủ. Lái xe phải nhìn đồng hồ, hình như mình đang over speed để mình thắng lại. Tức là khi mình lái xe
Cho nên nó có cái bài kệ trước khi đề máy xe, để chìa khóa vô đọc kệ, kệ đề máy xe. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Cầm cái remote control lên trước khi coi TV, đọc bài kệ coi TV. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình có quyền chọn tất cả những channel, những đài để mình xem. Thì chúng ta cũng có quyền chọn cái gì tích cực để chúng ta tiếp xúc mà không để tâm mình phiền não khổ đau. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chánh niệm là vậy đó. Ngủ mơ hay thấy đi lạc đường, có lúc đi con đường sáng rộng, có lúc đi vào con đường tối. Vậy là sao thầy? Bữa nay đi vô tới mơ. Hiện tại nói chưa xong sao nói tới mơ. Khi nào mình lạc đường là mình quẹo vô wrong exit. Thưa đại chúng, nằm mơ nó có 5 trạng thái, 5 lý do để mình nằm mơ. 1 là do quá khứ. 2 là do hiện tại mình sống, mình hay suy nghĩ vấn đề đó. 3 là thiện thần nhắc nhở. 4 là các quỷ thần phá quấy mình. 5 là sinh lý không bình thường. Thì khi mà chúng ta ngủ, thỉnh thoảng chúng ta thấy những giấc mơ lạ. Thì có những giấc mơ đó cũng giống như là một sự nhắc nhở. Ví dụ như mình thấy là có khi mình đi lạc đường, có khi mình đi đúng đường, có khi mình ở đường sáng, có khi đường tối. Thì cũng giống như cuộc sống của mình vậy thôi. Có khi tâm mình rất tĩnh lặng và sáng biết và sống rất chánh niệm. Và có những lúc mình sống rất mê lầm. Đó là một sự nhắc nhở. Ví dụ mình đừng bàn chi xa xôi. Mình thấy giấc chiêm bao vậy, mình đặt câu hỏi là nó cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Thế thì chúng ta không bị muốn lẫn lộn trong cuộc sống mình, thì mình cố gắng mình tạo cho mình những cái cách đi, những con đường đi cho nó đúng đắn. Khi con bệnh nan y không thể cứu chữa, con muốn kết thúc cuộc sống thì có phạm tội hủy hoại, làm trái lời Phật dạy không? Và khi con của con thực hiện một ý nguyện của con thì con có bị tội không? Bệnh thì ai cũng bệnh, nhưng mà không vì bệnh mà mình hủy thân. Cho nên bác đừng có suy nghĩ tích tiêu cực như vậy. Tất cả chúng ta ở đây không người nào mà không có cái ngày cuối đó. Cho nên là nếu mà ai cũng nghĩ như mình thì coi như là mình, cuộc sống này nó không có một cái gì mà để chúng ta cảm thấy cần phải làm gì. Bây giờ trước khi mình chết, cái quan trọng là chúng ta đã sống như thế nào. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á: người sống trăm năm không thấy đạo, không bằng người sống một ngày mà thấy đạo. Chữ đạo này không phải đạo Phật. Chữ đạo này chính là chân lý để sống. Thấy được lẽ thật là thấy đạo. Cho nên người sống một ngày mà thấy được đạo lý, thấy được lẽ thật thì người đó vẫn vui. Vì vậy mà hồi xưa có vị mới nói đó: buổi sáng mà nghe đạo lý, buổi chiều chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Và cái đạo này chính là đạo lý, chân lý để chúng ta sống. Con có ý nguyện khi chết sẽ hiến xác, sau đó thiêu và rải tro xuống sông. Con không muốn con cháu làm bàn thờ không cúng. Con không muốn con cháu gánh nặng. Vậy có ngược đạo lý không ạ? Cái này mình tùy theo hai cái nhìn. Nếu nói đúng chân lý là vậy đó. Chết rồi là thiêu, là rải xong, là khỏi cúng quả gì hết, khỏi thờ phượng gì hết, là chân lý đó. Nhưng mà cái đó ở cái mặt lý tánh, lý tuyệt đối.
Còn chúng ta vẫn sống trong vòng đối đãi của thế gian. Nếu chúng ta nghĩ rằng sau khi mình chết, mình dẹp hết thì cũng tốt thôi, khỏi con cái phải lo. Nhưng bù lại, con cháu không còn đi theo cái truyền thống xưa giờ của tổ tiên là để trở về, để có một cái hướng trở về, để cắm rễ vào gia đình. Cái bàn thờ đó không phải mình ngồi đó, mình không ngồi đó. Cái bàn thờ đó là một biểu tượng, một hướng để cho các con hướng về. Nếu không có bàn thờ đó, nó không hướng nữa. Cho nên nếu mình nghĩ rằng mình đi rồi nhưng mình muốn để lại cái gì đẹp nhất, đó là văn hóa, truyền thống, đạo đức của tổ tiên xưa giờ của mình, thì quý vị chấp nhận cho con cháu làm bàn thờ. Nhưng mà cái quan trọng là một đám tang không phải rườm rà và thật đơn giản. Rải tro cũng không sao hết, nhưng mà cái bàn thờ tổ tiên nên giữ, để con cháu còn có cái hướng để trở về. Nếu không có một cái đó đặt đó thì coi như là mất phương hướng. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa xin thí dụ nha. Ở Việt Nam mình á, nhà nào mà có đám tang á, thường ta hay treo một cái lá cờ trắng có cái chữ thập màu đỏ. Ai đi ngang thấy nhà nào treo cái đó đó là biết nhà đó có tang. Ở trong cái nghi thức cúng cô hồn mà chẩn tế đó, có một cái lễ gọi là lễ thượng phan. Thượng phan là dương một cái lá phướng rất là cao ở trước cửa chùa trong 3 ngày cúng đó. Mà trong cái biến, trong cái đó ghi gì biết không? Hồi xưa người ta kêu là cái phướng, bây giờ người ta kêu là cái announcement, cái thông báo. Hôm nay ở đây có tổ chức trai đàn chẩn tế cúng thí cô hồn cho tất cả các loài cô hồn chết dưới nước, chết trên bờ, gọi là thủy lục. Lục là trên bờ, thủy là dưới nước. Thủy lục, trai đàn, bình đẳng giải oan. Thí dụ vậy đó. Nghĩa là tất cả những người chết bất cứ hình thức oan ức nào, bị giết nè, bị sát hại, bị phá thai, vân vân, tất cả những hình thức chết đều là chết oan ức. Đang đi bị người ta đụng xe, vân vân, thì những người đó bị như trở thành một cô hồn không nơi nương tựa. Hôm nay nơi này sẽ có đàn tràng cúng tế cho quý vị. Cho nên trương cái lá phướng đó lên, ghi tất cả những cái chữ đó để làm chi? Mình thuộc cái cấp nào trong cái cách chết đó thì hãy về đây mà nghe kinh mà thọ hưởng. Vậy thì cái lá phướng đó là gì? Là biểu tượng hướng lên, dương lên để cho mọi người nương vô đó mà trở về. Thì cái bàn thờ cũng vậy. Bây giờ sẵn đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tượng Phật này không có Phật ngồi trong. Phật không có ngồi trong tượng đó. Mình hùng tiện lại làm ra ngày mà. Như tượng Phật không cho mình được phước, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng, là cái hướng để mình tạo phước. Hai cái nói khác, Phật không cho, nhưng mà biểu cái tượng này có khả năng giúp mình tạo phước, bởi vì mình sanh tâm cung kính cúi đầu. Một cái giây phút sanh tâm cung kính hứa cúi đầu là giây phút đó chúng ta có phước. Cho một cái ông đông ác ôn lắm, mình xá chào ổng, ổng có phước gì đâu mà mình xá, đúng, ổng không cho mình phước. Nhưng ổng đứng đó là một con người, mình chào được ổng, mình sanh phước. Phước là phước cung kính một con người. Còn ổng tốt, ổng xấu không phải chuyện của mình nói. Hai cái nó khác, mình không cần ca ngợi ổng, mình không cần tán dương ổng, nhưng thủy chung ổng là một con người thì chúng ta chào. Tuổi đời ổng lớn hơn mình cúi đầu xá ổng, chào ổng, có phước. Ổng không cho mình phước, nhưng ổng giúp cho mình tạo phước. Bức tượng không ban phước cho mình, nhưng mà tượng giúp cho mình sanh phước, tạo phước. Thì bàn thờ cũng vậy. Quý vị muốn rải tro cũng được, nhưng bàn thờ giữ cũng tốt. Muốn không thờ cũng không sao hết, không muốn làm phiền con. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái đó để biểu lộ giúp cho con cháu có biểu tượng để trở về, thì điều đó mình nên làm. Con nghe thầy giảng pháp nhiều năm nay, bất cứ khi nào có thể nghe ngày và mỗi đêm, con xin nguyện ráng làm điều lành,
ráng giữ tâm ý trong sạch, con cố gắng mỗi ngày như vậy thì phước đức nếu có được đó có chuyển cho cha mẹ và con của con không? Tùy theo tâm mình hồi hướng thôi. Ví dụ như quý vị đi làm về, quý vị bỏ vô account thì mình muốn chi phí gì mình chi, muốn cho ai mình cho, quan trọng là cái phước mình tạo có đúng phước không. Thật sự là mình có phước rồi thì mình hồi hướng cho ai cũng được. Nhưng mà trước khi mình hướng, mình phải hồi. Hồi hướng hai chữ đó. Hướng là mình hướng về người ta. Hồi là mình quay trở lại. Trước khi muốn cho ai, mình phải hồi lại mình. Coi cái này nó nhiêu mà hồi. Trước khi mình hướng. Ví dụ như mình mời người ta ăn mỏng, kêu không để ý nồi cơm. Ta ngồi xuống đó cái dở ra nồi cơm còn có một chén. Trước khi muốn mời cơm phải chạy vô coi nồi cơm cái là hồi. À cơm còn dư, đũa ăn chạy ra mời. Vậy là kêu hồi hướng. Ông đóng tới nhà người ta chơi, cái người ta mời ông ăn cơm, cái ông ăn. Ông ăn, cái ông ăn hết chén cơm, cái ông thấy sao chủ nhân không có kêu bới chén nữa. Cái ông mới nói trời ơi, hồi nãy tôi đi ra sau giường, tôi thấy nha cây cam nhà anh á, trái nào trái nấy sao mà nó to, nó đẹp, bự như cái chén này. Ông đưa chén không ra. Ông chủ nhà ông nói, ôi chà, nhà tôi trái cam này nó còn nhỏ anh. Ông anh tôi á, ông trồng cam mà trái nào trái nấy nó bự như cái nồi này nè. Ông đưa nguyên nồi không ra. Ông kia quê cất chén cơm luôn. Tại sao tượng Quan Âm hay thờ ở trước chùa? Tại vì chùa có chỗ. Thờ trước cũng hỏi, thờ sau cũng thắc mắc. Thưa đại chúng, là tại sao chúng ta thờ Đức Quan Âm ở trước cửa chùa? Đây là một cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì theo Phật giáo Việt Nam luôn luôn biểu tượng và đề cao tinh thần từ bi nhẫn nhục. Đức Quan Âm biểu tượng của cứu khổ. Cho nên thay thờ ngài trước cửa chùa để nói lên rằng cửa Phật từ bi. Cửa Phật từ bi cho nên thờ trước cửa đó. Từ bi là Đức Quan Âm. Thờ ở trước cửa chùa là nói lên đến cái tinh thần của Đạo Phật là cửa Phật từ bi. Và vì cửa Phật từ bi cho nên cứu độ hay là giúp đỡ những tâm hồn khổ đau. Chữ cứu độ không có nghĩa là vô rồi ban phép một cái là hết khổ nha. Mà mình vào đây để mình được thừa hưởng những cái giáo pháp chuyển khổ. Bên cạnh đó, Đức Quan Âm còn biểu tượng cho nhẫn nhục. Cho nên tay ngài cầm cái bình nước và cây dương liễu. Cây dương liễu là một loài cây mềm mỏng, không có gãy. Bởi vì nó không cứng cho nên gió thổi nó không gãy mà nó đi theo cái chiều gió thổi. Ví dụ như gió thổi tay phải nó theo tay phải, thổi tay trái theo tay trái. Nhưng hết gió thì nó dừng lại cái vị trí của nó. Chúng ta sống ở đời cũng phải mang một cái tinh thần uyển chuyển. Chúng ta biết tùy thuận mọi pháp, nhưng mà cuối cùng xong mọi việc thì chúng ta trở về được vị trí của mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Uyển chuyển tùy duyên, nhẫn nhục nhu hòa, từ bi, cứu khổ. Đó là những cái hạnh nguyện của một người đệ tử Phật. Cho nên Phật giáo Việt Nam thờ Đức Quan Âm trước cửa chùa. Anh đi ngang trước khi vô lễ Phật, anh xá Đức Quan Âm cái. Anh đem cái năng lượng nhẫn nhục, từ bi, chịu đựng trước khi vào công quả. Tại vì ở nơi công quả, anh đổ công ra rất nhiều, nhưng mà cuối cùng anh mang về quả gì? Quả đạn, quả bom hay là kết quả của sự tu tập chuyển hóa. Ngược lại, ở chùa Trung Quốc thì không để Đức Quan Âm, nhưng mà chùa Trung Quốc bước vào thì gặp Bồ Tát Di Lặc
ngồi cười hỉ hạ trước cửa chùa để biểu tượng rằng anh sắp sửa bước vào cánh cửa này, thì trước hết và việc đầu tiên anh nên có lòng hoan hỷ. Hoan hỷ là niềm vui. Cho nên sau lưng Ngài Di Lặc Bồ Tát để tượng hộ pháp. Anh hoan hỷ anh mới hộ pháp được. Nói cách khác, anh có niềm vui anh mới phụng sự lâu dài. Anh không có niềm vui thì phụng sự của anh sẽ tùy theo cái vui buồn của anh mà nó còn nó mất. Còn nếu anh có niềm vui rồi thì phụng sự không ngừng nghỉ. Đó là ý nghĩa thờ Quan Âm hay là Di Lặc trước cửa chùa. Tại sao đa số chùa không thờ tượng Phật A Di Đà? Dạ không phải đa số đâu, cũng phần. Thưa đại chúng, Đức Phật mà chúng ta thờ căn bản nhất đó là Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ của cõi Ta Bà của chúng ta đây. Nói theo lịch sử, Ngài là người khai sáng ra đạo Phật ở trái đất của chúng ta đang sinh sống. Cho nên nếu cái điều căn bản nhất là chúng ta thờ tượng Phật Thích Ca. Còn tất cả Phật Bồ Tát khác thì tùy theo mỗi hoàn cảnh hay là pháp tu của mỗi chùa mà thờ thêm. Ví dụ chùa đó chuyên tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh thì thờ Phật Di Đà. Ở chùa đó ta thờ để mà cầu siêu cho người mất, ta thờ thêm ngày Địa Tạng. Vậy thôi, chứ không phải là có lý do gì. Căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Cho nên Phật tử tại gia cũng vậy, Pháp Hòa hãy khuyến khích đó. Nếu quý vị nào không có hoàn cảnh thờ Phật nhiều, quý vị chỉ cần thờ một trong hai hoặc là hai. Phật Thích Ca là một, biểu tượng cho vị thầy cõi đời này. Thứ hai là thêm Đức Quan Âm Bồ Tát, vì theo tín ngưỡng của Á Đông mình là Ngài cứu khổ cho mình. Thí dụ vậy đó, cho nên thêm nữa là Đức Quan Âm. Còn nếu không có, một tượng Đức Phật Thích Ca cũng được, hoặc là một tượng Đức Quan Âm cũng được. Vì một là biểu tượng cho tất cả, chứ không phải thờ bao nhiêu mới đủ. Bởi vì đức tánh trên thế gian này nhiều lắm. Chúng ta thờ mỗi vị, mỗi bức tượng là mỗi một cái đức tánh. Thí dụ như Địa Tạng là đại nguyện, Quan Âm là đại bi, Thế Chí là đại lực, Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là đại hạnh. Cho nên mình thờ các vị Bồ Tát, mỗi vị biểu tượng một cái hạnh tu. Nhưng mà một vị cũng đã đủ rồi. Chờ còn đó là không thờ, không phải là có thể một là chùa đó người ta tu thiền, ta không phải tu tịnh độ. Hai là cho dù người hoặc là chùa đó thiền tịnh xong tu nhưng mà không có chỗ. Thứ ba nữa là người ta quan niệm một là tượng trưng cho tất cả thì cũng không phải có đủ hết các tượng mới được. Hoặc vì không có chỗ thì người ta cũng không thể bày ra nhiều được. À, vân vân. Cho nên không có một cái luật lệ nào, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi chùa hoặc là pháp tu mà chúng ta có thêm những bức tượng Phật thôi. Còn căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca, bởi vì Ngài là ở cõi đời của chúng ta, người khai sáng ra đạo Phật. Hay nói hay hơn là tất cả những vị Phật Bồ Tát khác chúng ta biết được là do nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Không có Phật Thích Ca thì mình chẳng biết vị kia ở đâu hết. Phật Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng vân vân toàn là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu không. Thôi câu hỏi cuối ha. Bạch Thầy, cho con xin hỏi, theo sự nhìn thấy hạn hẹp của con, các khóa tu học Phật Pháp, các nơi quý Thầy thuyết Pháp giảng dạy, các nơi từ thiện, các nơi làm công quả vân vân đều là người nữ nhiều hơn người nam, mà tại sao chức năng của người nam trong đạo Pháp nhiều hơn người nữ? Có phải là người nữ trí thức kém, hiểu biết chậm, vân vân? Bữa nay qua vụ này nữa ha. Thưa đại chúng, quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là tại sao các nơi xuất hiện phần lớn là người nữ, nhưng mà khi đi vào công việc á, thì cái chức năng của người nam nhiều hơn?
Bây giờ Pháp Hòa nói cái này là nói theo cái bình thường trong cuộc sống, chứ không phải là mình có tâm kỳ thị. Thường thường á, người nữ á, tâm rất là dễ phát, dễ phát tâm lắm, nhưng mà trụ tâm rất khó. Thí dụ như người nam người ta muốn làm gì ta cũng suy nghĩ kỹ người ta mới làm. Ít khi nào người ta phát biểu một cái điều gì đó mà nó ngay chỗ đó mà người ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Người nữ thì hay nhanh nhẩu cái đó hơn. Ví dụ như người ta hỏi chị cho em mượn tiền hay tôi khang khổ gì, thì thường cái người suy nghĩ kỹ là người ta biết ta có tiền, nhưng ta phải về người ta suy nghĩ coi người ta còn những công việc gì nữa, rồi ta có thể cho mượn bao nhiêu, rồi ta dò la người này từ từ rồi mới quyết định. Không sao đâu em, chị có để chị đưa. Mình hứa rất là vội, nhưng tới hồi về nhà điều tra ra thấy cô này chuyên môn lường gạt cái phôi, chị xin lỗi em chị không giúp được, dễ cho làm cho ta giận không? Tức là mình dễ sanh, mình dễ phát tâm. Đó là chưa nói cái trường hợp là mình phát tâm nhưng mà giận hờn bỏ cuộc nửa chừng nữa. Tới hồi phát tâm là rần rần dữ lắm, nhưng mà giận cũng rần rần dữ lắm. Tại vì khi đi vô rồi một cái tập thể làm việc là hờn giận, trách móc rồi buông xả. Người nam thì ít. Người nam thì không phải, đây là Pháp Hòa nói không có phải kỳ thị, nhưng mình nói bản tính, cái bản chất của mỗi người. Cộng thêm á, người nữ khi có lãnh một trách nhiệm, một cái công việc gì mà nó có tính cách quan trọng thì thường hay lớn tiếng hơn, hay có những cái biểu lộ là xin lỗi mình tạm dùng sám hối đại chúng là ta đây hơn. Đây là Pháp Hòa nói theo cái bình thường đó. Thường thường mình ở cái chức vụ gì nhiều mình phải khiêm cung, nhưng mà người nữ thì hay có cái tính kia. Hễ mà ở chỗ nào mình có chức quyền chút là bắt đầu mình hay lớn tiếng. Cho nên nhiều lúc người ta đến chùa người ta cũng hay phiền hà vụ bếp núc. Tại vô ta xin này cũng bị la, ta hỏi kia bị nạt đó. Đôi khi người ta cũng buồn. Cho nên ở đây không có phải là mình kỳ thị, nhưng mà mình tùy việc, tùy người mà giao việc, chứ không có kỳ thị. Tùy người mà giao việc. Nếu người đó có khả năng này, mình giao khả năng này. Thường thường á, người nam á, ít có cái chuyện gọi là ngồi lê đôi mắt, hay là ngồi nói chuyện bàn thảo, chứ không có học tới học lui chuyện của ai. Nhưng mà bản chất của người nữ thì nó khác. Đôi khi cũng dễ làm người khác buồn lòng. Thậm chí ở trong những vai trò lãnh đạo, đôi lúc người ta thích làm việc với các nam hơn là các nữ. Tại vì người nam dù gì cái tính tình cũng dễ dãi hơn, dễ xí xóa, dễ cho qua. Còn người nữ thì hơi chi tiết, bắt khoan nhặt chút. Cho nên cái vấn đề ở đây không kỳ thị, mà vì có những cái vấn đề như vậy cho nên ở những nơi mà cái gì quan trọng thì đa phần là người nam ở cái thế lãnh đạo. Còn nếu mình nói về nghiệp lực thì xưa giờ người nữ luôn luôn là ở một cái trạng thái là gì, núp bóng một cái đấng trượng phu, nương tựa vào một đấng khác. Cho nên mình ở cái thế đó thì tự nhiên nó thấy được cái đẹp của người nữ là thùy mị và nương tựa. Nói vậy thôi. Pháp Hòa ví dụ như bà Võ Tắc Thiên đi. Bà là một nữ hoàng đế, bà có quyền uy ở trên cung vàng điện ngọc đó. Nhưng khi bà trở về sau hậu cung, bà vẫn muốn làm một người vợ, một người mẹ bình thường. Chứ bà không thể nào đứng ở trước công quần chúng như thế mà về nhà bà cũng nói chuyện với chồng bà khanh lấy cái này cho trẫm. Thì về nhà thì bà cũng muốn chồng bà gọi bằng bà một cái từ của một người vợ dễ thương. Cho nên ở trong danh từ Việt Nam, khi mà mình muốn biểu lộ một người vợ hiền
mà hiền thục, mà có cái tài năng mình gọi là hiền nội. Hiền nội. Thí dụ như người ta viết cuốn sách xong, người ta nói quyển sách này tôi muốn ghi nhận sự giúp đỡ của hiền nội, là người ta biết ông này nói vợ ông đó. Rồi thậm chí ổng mới là người kêu vợ ổng là hiền thê, chứ mình không có được gọi. Nói đây là hiền thê của anh này, hiền thê là cái tiếng để ổng gọi vợ ổng. Còn nếu mình muốn giới thiệu là đây là gì đó, bà xã hay là phu nhân gì đó tùy mình, nhưng mà cái chữ hiền thê là chính đương sự gọi vợ mình. Cho nên người nữ không phải là trí thức kém, không phải là trí thức kém, nhưng mà dễ có những cái nghiệp sau lưng đó, sau một cái chức vụ gì đó. Mà để ý coi cái việc gì mà không thích là phải nói hoài. Có nhiều người có một cái nghiệp nói hoài không có buông. Còn nhiều khi người nam nó khác, xong việc rồi là người ta nói lần rồi có thể là xong, ta không có nhắc đi nhắc lại. Mà ngược lại, nếu một người nam nào mà tánh tình vậy đó thì người ta nói sao? Ta hơi nghi ngờ. Bởi vì người ta trong đầu người ta expect là người nam là không có tánh đó. Cho nên thưa đại chúng, có những người nữ nha, nhưng mà người ta gọi là tánh của trượng phu. Cho nên cái chữ trượng phu cũng không phải để dành cho một người nam lực lưỡng. Trượng phu là để biểu lộ một người có tánh tình, sống mà không cố chấp, sống biết vị tha, hỷ xả, chứ không phải là những người cố chấp, không phải là những người gọi là to con lực lưỡng để gọi là trượng phu. Câu hỏi cuối cùng, con có người chị ngồi thiền, trùm khăn che từ đầu và hết mình, trông thấy rất ghê sợ. Vậy thiền như vậy có đúng không? Em không biết có đúng không, nhưng mà cái thiền này không phải là thiền của đạo Phật. Vậy thôi. Mình không có quyền và cũng không dám nói ai đúng ai sai. Nhưng mà mình có quyền xác định cái này của mình hay là cái này không phải của mình. Nếu quý vị nào muốn tu thiền theo đạo Phật thì không có cái này. Còn nếu quý vị tu theo cái này thì không nên gọi cái này là thiền của Phật giáo, vì Phật giáo không có cái này. Vậy thôi, mình không dám nói ai đúng sai gì cả. Cũng còn một vài câu hỏi nhưng mà dài quá mà mình cũng hết giờ. Thôi xin quý vị hoan hỷ cho Pháp Hòa được dừng ngang đây, bởi vì cũng gần 2 tiếng rồi. Quý vị ngồi lâu cũng mệt, đứng lâu cũng mỏi và lạnh. Hôm nay có khoảng gần 100 người xin quy y Tam Bảo. Đây là cái cuốn sổ quy y. Quý vị nào đã quy y thì sẽ nhận một quyển sổ này. Trong này có tên thật của mình và pháp danh của mình để nhắc nhở mình tu tập. This is the certificate to inform that you have received the ordination ceremony today. Any one of you have registered your name to become the Buddhist practitioners. We now will conduct this ceremony briefly. So please stay calm and join us for the last ceremony. And you will have your certificate after this. The nun will give it to you directly. Thôi bây giờ đại chúng cùng chắp tay. Quý vị nào phát tâm quy hôm nay, xin giờ phút này hãy chắp tay hướng về Tam Bảo. Và những vị nào đã quy y rồi cũng chắp tay để hộ niệm cho các vị đã quy y. Đồng thời đây là một cơ hội để chúng ta nghe lại những cái giới mà chúng ta đã phát nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mâu Ni Phật. Xin đại chúng lặp lại, please repeat after thầy. I take refuge in the Buddha. The one who shows me the way in this life. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. I take refuge in the Dharma. The way of understanding and love. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. I take refuge in the Sangha. The community that lives in harmony and awareness. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Sau ba lần phát nguyện quy Tam Bảo, quý vị đã chính thức là đệ tử của Tam Bảo. Đây là giờ phút tiếp nhận năm giới. Xin quý vị đáp mô Phật giữ được sau mỗi giới được hỏi. Brothers, sisters, and friends, you are officially become the students of the Buddha after the three refugee chant. I now will transmit each of the trainings to you. Please answer yes, I do every time I ask you a question. This is the first practice. No killing. Aware of the suffering caused by destruction of life. I vow to cultivate my loving kindness not to kill. Not to encourage any act of killing, even in the way of life or in the way of thinking. This is the first training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ nhất. Quý vị đáp sau khi hỏi thì quý vị đáp dạ giữ được. Đây là giới thứ nhất, không sát sanh. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học theo tinh thần từ bi, nguyện không giết người, hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? This is the second training, no stealing. Aware of the suffering caused by exploitation. I vow to cultivate my loving kindness, not to steal, not to take anything that not belong to me. I will try my best to share anything within my capacity to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ hai, không gian tham trộm cắp. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác. Không tán thành, khuyến khích mọi sự trộm cắp, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những người thiếu thốn. Đó là giới thứ hai, quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không?
This is the third training. No sexual misconduct. Aware of the suffering caused by sexual misconduct, lot of broken families in the society. I vow to cultivate my responsibility not to engage any other relationship without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my happiness, then I learn to protect the happiness of others. This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ ba, không tà hạnh. Ý thức được khổ đau đổ vỡ của những hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm, giúp bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người khác. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng vợ của con. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? This is the fourth training. No lying or using four words. Aware of the suffering caused by unmindful speech and the inability of listening to others. I vow to cultivate my loving kindness by using loving speech in my daily conversation. I understand that words can make people happy. Words also can cause suffering. Therefore, I try my best to using loving words in order to help others to be happy with my conversation, and I learn to listening deeply to others in order to help me to understand them and help them to relieve their suffering. This is the fourth training, using loving words and listening deeply to others. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ tư. Không nói những lời đau khổ cho người khác. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo hạnh chánh ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những gì có thể làm thêm niềm an vui, hy vọng cho mọi người. Con nguyện không nói những lời dối trá, đâm thọc, không lên án phê bình những gì con không thấy biết rõ ràng, và con nguyện lắng nghe người khác để giúp họ chuyển hóa khổ đau trong lòng. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? This is the fifth training. Be mindful on daily consumption. Aware of the suffering caused by unmindful consumption. I vow to cultivate my mindfulness by using a diet for myself and for my family. I realize some of the food, like drugs, alcohol, may damage my body. Some of the TV programs, video games, books, movies contain violence, scary, passion that may damage my spiritual health. I am understand deeply about the suffering caused by consumption. Therefore, I try to cultivate my mindfulness, be very careful on the food that I may take into my body and anything that I may take into my mind. So make sure that my both health will protect physical health and mentally health. This is the fifth training.
Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ năm. Ý thức được khổ đau do ăn uống không chánh niệm gây ra. Con xin thực tập chánh niệm trong việc ăn uống tiêu thụ hàng ngày. Có những thức ăn sẽ mang lại bệnh tật cho thân thể như rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lá, vân vân. Có những thức sẽ mang lại tổn hại cho tâm thức của con, chứa động bạo thù, sợ hãi, thèm khát trong những phim ảnh, sách báo. Vì vậy, con nguyện chánh niệm trong việc tiêu thụ những sản phẩm để nuôi dưỡng thân tâm cho lành mạnh. Đó là giới thứ năm. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Brothers, sisters and friends, you have received the five mindfulness trainings. These are the trainings that able to help you to practice deeply in your daily life in order to cultivate the inner peace for yourself, for your family and for the society. Kính thưa đại chúng, hôm nay quý vị phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y nghĩa là quay trở về để nương tựa Tam Bảo, để trở thành những Phật tử chân chánh, biết ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Năm giới là nền tảng của hạnh phúc an vui. Năm giới giúp cho mình có một chí hướng sống lành mạnh, vị tha. Nếu đại chúng quán nguyện kỹ thì sẽ thấy rằng năm giới này rất tích cực cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta càng giữ thì chúng ta càng có hạnh phúc an vui. Vì thời gian không đủ, có hạn, cho nên Pháp Hòa xin đại chúng hoan hỷ không thể đọc hết tên và phát ra, bởi vì ở đây gần cả trăm cái điệp giới. Thì để cho cái buổi lễ này được trọn thì sau phần hồi hướng, quý vị có thể ra phía sau để nhận cái điệp giới này từ sư cô trụ trì. Còn ở trên này thì hy vọng là quý anh em sắp xếp với sự hợp tác của quý vị, chúng ta sẽ đứng vị vào một bên cho ngăn nắp để tuần tự lên để chụp những tấm hình mà như quý vị muốn. Chúng ta sẵn sàng đứng bao lâu cũng được để có những tấm hình. Quan trọng là đại chúng chúng ta tuần tự thứ lớp. Rồi bây giờ chúng ta xin hồi hướng, xin đại chúng chắp tay. My brothers, sisters and friends, after this ceremony, you will receive your ordination certificate from the Venerable Abbess of the temple behind at the back hall. So if you wish to take the picture, we hope that you can settle yourself in this hall and follow our arrangement so everybody can take the picture together. Thank you for your cooperation. Again, thank you for your listening, your presence today. Một lần nữa, xin đại diện cho toàn thể đại chúng thành kính tri ân sư cô trụ trì đã tạo duyên cho tất cả chúng ta trong buổi tối hôm nay. Và nhờ vậy mà chúng ta có được cái thời gian để sinh hoạt với nhau như thế này. Chúc nguyện cho đại chúng những ngày cuối năm thật bình an và bước sang năm mới 2020 thật nhiều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.